Rồi hai máy nó đang đi chuẩn bị xuống đồng cắt nè nè. Đó, đồng máy cắt đang đi nè. Đó, đang xuống rồi. Một chiếc xuống đồng rồi đó nè. Xe cắt xe kéo luôn, nguyên một đoàn luôn. Rồi, xuống đồng đó, cắt luôn rồi đó anh em. Bữa nay anh em mình ra đồng giải trí ha. Bác này cũng lúng lại quá đó anh em à. Máy này cặp máy mới luôn đó anh em. Cặp máy mới mà bữa nay đi xuống đất luôn này cắt nè. Rồi bể mưa này nó bị dính rồi nè anh em ơi. Xe kéo nó qua đang qua giải cứu nè. Trời chuyển mưa quá chuyển rồi lên rồi đó nè. Rồi con này dính luôn rồi nè, cắm đầu rồi. Đất lúng lầy quá anh em ơi, lết quá chậm à. Quá lúng rồi anh em ơi. Máy mới mà xuống lùng này, bữa nay về mấy anh này rửa mệt luôn. Rồi dính luôn. Nên dính luôn à. Dính là chuẩn bị móc xích kéo lên nè nè. Rồi kéo đó nè em ơi. Không thành công. Vuột xích rồi. Rồi. Cố lên. Rồi lên được luôn. Chúc mừng em lên bờ khỏe mạnh nha. Có chuột lại à. Quá lầy lúng luôn anh em ơi. Anh em xem lì xì cho mình một like ha, mình cảm ơn rất là nhiều. Bữa nay hai máy này xuống lùng quá cực luôn. Rồi nghe nè. Rồi lúng luôn. Sẽ kéo lại kéo máy cắt này lên nè nè. Máy này nó bị dính rồi nè.
Đẩy lúa qua để cho nó nhẹ, đang kéo lên nè. Rồi kéo luôn đó nè mày. Diều đang diều lên nè. Tôi diều em về luôn. Rồi lên được luôn. Rồi quá mừng cho bạn luôn. Hai máy nó lên trên miếng gò nè anh em. Nãy cái lung trước giờ xuống gò nè. Chị này cắt không được, kêu vải bao đi vô rồi. Giờ lên gò nó cắt trên gò nè anh em. Hai máy đang hoạt động. Quá chột luôn à. Ồ. Máy này bị dính luôn nè anh em. Bữa nay chắc này sẽ kéo này móc xích để kéo máy cắt này lên. Rồi kéo lên anh em ơi. Dính nè, dính nhẹ mà. Lượng hết nổi rồi.
cắt lọn xộn cho anh em ơi. Nó muốn chạy đâu nó chạy, giờ không có lối lan nữa nha. Đất sình khó cắt quá. Công việc thành công ra đồng giải trí nha anh em. Anh em lì xì cho Dũng miền Tây một like, mình chân thành cảm ơn rất nhiều. Hai máy đang hoạt động cắt lúa ở dưới lùng nè. Nó chạy lạng xạng cho anh em thông cảm nha, tại vì nó đất nó mềm. Lúa dưới lùng này nó thắt đó anh em, không có trúng. Ăn phân nửa bỏ phân nửa, cắt không có lấy hết được. Không dám mà xuống cái lỗ lùng nữa, cái lỗ lún nó không dám nhảy vô. Wow, chuột một bị dữ ta. Đó. Lùng thì quá chuột rồi. Công việc vừa xong ra đồng giải trí, anh em lì xì cho mình một like ha. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Mình sẽ làm video hay để gửi đến cho anh em. Ồ, quá chuột luôn à. Đó, nó một bao chuột luôn, quá dữ luôn. Máy này nó bị lầy rồi nè. Sẽ kéo lại giải cứu. Lại kéo nó lên nè. Rồi chuẩn bị kéo nó anh em ơi. Rồi lên rồi. Mới vừa lên nó xuống đồng nó cắt luôn đó nè. Bữa nay nhiều máy lắm đó anh em ơi. Máy cắt lô. Miếng nào cũng lung không à. Máy này nó bị vướng nữa anh em ơi. Chuẩn bị kéo lên nữa nè. Rồi xe kéo đang đi lên luôn đó nè. Đang xuống lúa luôn nè. Xuống nghe được má nè. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em ơi. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn.